bạn Spider-Man anh hai chào các bạn nhỏ đi. Yeah, rồi. Bạn Spider-Man Tobi chào các bạn nhỏ đi. Yeah, hay quá. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi trò chơi đi tìm hộp võ thần giáp sĩ cho các bạn nhỏ. Rồi. Rồi đi đi. Thấy hộp đồ chơi nào nếu mà nó võ thần giáp sĩ thì mới cầm lên nha, mới bỏ vô nha, còn không phải mà bỏ xuống nha. Đi tìm đi. Ý. Ý, cái hộp gì vậy? Hộp gì vậy, đưa cho ba coi coi. Trời ơi. Ủa hộp này hộp con nhện mà, không phải võ thần giáp sĩ. Rồi, bỏ xuống. Rồi, đi tiếp. Đúng hộp võ thần giáp sĩ mới bỏ vô nha. Rồi đi đi. Toby đi theo anh hai. Toby đi theo anh hai. Ý, cái gì vậy? Em thấy được không? Ý, hộp này hộp gì vậy? Đưa ba coi coi. Ủa, hộp này hộp Pokemon mà, Pokemon Go mà, đâu phải võ thần giáp sĩ đâu, đúng không? Rồi, bỏ xuống. Trời đúng, các bạn nhỏ ơi, đúng hộp võ thần giáp sĩ thì bạn Spider-Man mới nhặt lên nha. Rồi, đi tiếp. Rồi, bỏ xuống đất đi. Rồi, đi tiếp. Đâu? Ý, cái gì vậy? Ý, Ôi, cái hộp này hộp gì vậy? Hộp siêu nhân với thanh kiếm. Trời ơi, hộp siêu nhân Power Ranger với thanh kiếm kìa. Không phải võ thần giáp sĩ đúng không? Rồi, đi tiếp. Đúng võ thần giáp sĩ mới nhặt vô nha. Thôi, rồi đi đi. Ý, cái gì vậy? Bạn Spider-Man nhìn thấy không? Cái gì vậy? Ý, hộp gì vậy? Hộp khủng long để trứng. Đâu, trời ơi, hộp này hộp khủng long để trứng mà, đâu phải hộp võ thần giáp sĩ đâu. Rồi, thôi bỏ xuống đi, đi tiếp, đi qua đây. Rồi, đi, đâu? Bạn, cái đó rồi con đi qua kia kìa, đâu? Ê, hộp gì vậy? Ê, trời ơi, mấy cái hộp này, mấy con chó của họ bao bao trôi mà. Đâu phải vô thằng giáp sĩ đâu, rồi đi tiếp. Đúng hộp vô thằng giáp sĩ mới bỏ vô nha. Từ từ thôi. Wow. Đâu? Không, con gì kìa? Phải không? Cái hộp con gì kìa? Ông bây giờ hãy chỉ coi. Phải không Bi? Bây giờ hãy chỉ coi. Đâu, hộp gì vậy? Hộp gì vậy? Tôi ơi, hay cầm lên, phải hộp con chó không? Bi. Nghe anh hai kêu gì vậy? Hộp gì vậy? Ê. Hộp này hộp gì, con chó hả? Đâu? Rồi, đâu phải vô thằng giáp sĩ đâu, đi tiếp. Đi tìm tiếp. Đâu? Ê, hộp gì vậy? Hộp gì? Đâu? Cầm lên coi phải không? Ủa? Trời ơi, hộp này con hun mà. Đâu phải hộp vô thằng giáp sĩ đâu, đi tiếp. Đi tiếp. Đâu? Ủa, nghe trái mít có gì đấy? Bạn nhỏ thấy không? Rồi, cái này đâu phải võ thần giáp sĩ đâu đúng không? Này cây súng mà. Rồi, bạn Spider-Man đi tìm tiếp đi. Đâu? Ê, yeah, hộp võ thần giáp sĩ nè. Trời ơi, sao mấy con rắn khủng long với con cá sấu đứng đây chi vậy? Rồi, bạn Spider-Man trưởng con rắn khủng long với con trưởng con rắn con khủng long với con trưởng chiêu gì Kamejoko hả bạn Spider-Man? Trời, trưởng Kamejoko con rắn con khủng long con cá sấu chết rồi nè. Bạn Spider-Man nhặt được hộp gì vậy? Wow, trời ơi, hộp gì võ thần giáp sĩ nè, nãy giờ mình đi tìm mà đúng không? Rồi cái gì vậy? Cái sàn đấu đó hả? Trời ơi, sàn đấu rồi các bạn nhỏ ơi, rồi cầm vô. Yeah, rồi bây giờ bạn Spider-Man đi vào biểu diễn võ thần giáp sĩ các bạn nhỏ xem nha. Rồi đi vào thôi. Rồi bạn Spider-Man sau khi tìm được hộp võ thần giáp sĩ thì các bạn nhỏ, bây giờ bạn Spider-Man mở hộp võ thần giáp sĩ ra cho các bạn coi đi. Mở hộp võ thần giáp sĩ ra xong rồi biểu diễn cho các bạn nhỏ coi nữa nha. Rồi, Bi phụ anh hai tháo ra. Anh hai tháo được không? Con võ thần giáp sĩ đó tên gì mình nhớ nói tên đó nha. Rồi, Tobi tháo ra được không?
Rồi Tobi kéo ra phụ anh hai đi. Rồi anh hai kéo ra. Anh hai kéo ra cho. Rồi anh hai kéo ra đưa cho em nha. Đưa cho em một con, anh hai một con, hai người chiến đấu nha. Wow. Đó, họ trở thành giáp sĩ sau khi bạn Spider-Man khui ra nha các bạn nhỏ. Ủa trong đây nó có gì vậy bạn Spider-Man? Cái con màu cam mà con gì vậy? Con màu cam này bóng màu quý tộc hả? Cầm lên đưa cho bạn nhỏ coi coi, cầm ừ. Quay ngang rồi cho các bạn coi mấy bạn mới thấy đường từ qua. Con này búp ma quý tộc quá đúng không? Rồi còn con màu đỏ này là gì vậy? Con màu đỏ này thái dương phần vỏ hả? Rồi tháo được không? Rồi đâu đưa lên các bạn coi. Wow, red, đỏ, red hả? Hay vậy. Rồi, thấy như từng vỏ đi các bạn nhỏ. Rồi, còn cái này, bộ gì vậy? Đồ xích chiêu. Cái đồ xích chiêu, rồi. Cái đồ xích chiêu cầm ra cho các bạn coi coi. Wow, đâu đồ xích chiêu đâu, cầm đưa lên màn hình nè. Yeah, đồ xích chiêu nha các bạn nhỏ. Rồi, còn cái này cái gì đây? Đây là hai cái đó quay. Hai mấy cái đế quay với hai cái này à, hai cái đồ tháo ráp đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ bạn Spider-Man sức chiêu của bạn nhỏ coi đi, bạn Spider-Man sức chiêu đi, sức chiêu đi. Rồi hai bạn Spider-Man sức chiêu đấu nhau nha, coi ai thắng nha. Coi con thái dương thần võ hay là con gì bóng ma gì, bóng ma quý tộc, bóng ma quý tộc có thái dương thần võ. Rồi ôi, hay quá yeah yeah, hai con đấu với nhau các bạn nhỏ. Trời ơi, thái dương thần võ này mạnh thiệt. Rồi bóng ma quý tộc của bạn Spider-Man nhí cũng ghê thì các bạn nhỏ ơi, không biết con nào thắng đây. Đó rồi. Yeah. Trời ơi, con Spider-Man nhí thắng rồi. Bóng ma quý tộc nó thắng con thái dương thần võ rồi. Trời ơi, bạn Spider-Man nhí mạnh quá. Rồi giờ đấu thêm hiệp nữa nha. Ok. Rồi đấu thêm hiệp nữa đi. Rồi gắn cho em. Rồi anh hai gắn cho em. Đấu thêm hiệp nữa nha. Nếu mà hiệp này bạn Spider-Man nhí thắng là bạn Spider-Man nhí đi thắng luôn được thưởng nha. Còn bạn Spider-Man 2 thắng thì bắt đầu mình đấu hiệp thứ 3. Rồi. Rồi. Yeah. Ôi hai con này đánh nhau dữ quá. Thái dương thần võ. Bóng ma gì? Bóng ma quý tộc chơi. Bóng ma quý tộc rồi. Bóng ma quý tộc thắng thái dương thần võ rồi. Trời ơi. Thì các bạn nhỏ ơi, qua về nó quay ghê được chứ, mạnh được chứ. Rồi giờ cho anh hai đấu thêm hiệp nữa đó. Ok. Rồi cây này anh hai gắn thắng nha. Ok, không có sức rồi. Rồi anh hai gắn phụ em nha. Ok. Rồi gắn cho. Ok. Rồi đâu em nè. Rồi mạnh lên nha. Mạnh lên. Mãi. Wow, yeah, bóng quay trước nè, thấy như mình võ hai con đánh nhau. Không biết con nào thắng đây các bạn nhỏ ơi, đố bạn nhỏ con nào thắng nha. Trời ơi, không biết con nào thắng đây. Trời ơi, không biết con nào thắng đây. À, yeah. Ủa, anh này thắng hả? Anh này thắng được một gián. Hay quá, anh này thắng được một gián rồi kìa. Cố lên thấy như hồi chở bóng quay quý tàu. Cố lên, cố lên. Ủa bạn Spider-Man, ủa nó chỉ là mình con quay thôi hả? Nó có dạng con quay thôi, có gì nữa không? Có, biến thành chiến xa hả? Biến thành chiến xa rồi bạn Spider-Man ráp thành chiến xa đi. Thôi, không rồi. Đâu, ráp đâu, để ráp xong để xuống các bạn nhỏ coi. Wow, ráp thành chiến xa đi các bạn nhỏ. Biến thành chiến xa. Bạn Spider-Man gắp thêm con chiến xa gì đi. Rồi. Nãy con đỏ là thái dương thần võ đúng không? Còn bóng ma quý tộc đi. Bóng ma quý tộc biến hình đi. Rồi, biến hình rồi.
đâu, cũng không biết hình đâu. Rồi bỏ vô thao, bỏ vô đâu sàn đấu với bạn coi coi. Rồi ghê quá, đâu quay đi coi nó chạy được không. Để cho Nai quay coi, bạn Paraman quay đi. Giật mạnh, rồi hay quá, bỏ xuống. Rồi tới phiên bạn Nai. Rồi bạn Paraman bỏ lâu của chiến xa nó chạy được không, bỏ vô coi. Wow, chạy ghê quá nhỏ ơi. Yeah, video đi tìm hộp võ thần giáp sĩ tới đây kết thúc nha các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ mà có yêu thích thì nhớ đăng ký ủng hộ bạn hai bạn ba nen nhí nha. Rồi hai bạn ba nen nhí chào các bạn nhỏ đi. Bye. Bye. Giỏi quá rồi.